Kinh văn thờ. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: xưa khi chưa được Đức Phật chỉ dạy, con gặp nhóm ca chiên viên Tỳ La Chi Tử, cả hai đều nói rằng thân này sau khi chết sẽ mất hẳn, đoạn diệt, gọi là Niết Bàn. Con nay tuy được gặp Phật nhưng còn hồ nghi, làm sao để phát huy thực chứng tánh không sinh không diệt nơi tâm này? Nay hàng hữu lậu trong đại chúng đều mong được nghe điều ấy. Giảng. Khi ấy, trước khi Đức Phật giảng dạy, vua Ba Tư Nặc liền từ trong hội chúng đứng dậy. Tên của vua Ba Tư Nặc theo tiếng Phạn có nghĩa là Nguyệt Quang, Ánh Trăng, như đã được giảng ở trước, là vị vua sinh ra cùng lúc Đức Phật thị hiện. Khi thị hiện nơi cõi Ta Bà, Đức Phật phóng ra hào quang, nhưng vua cha của Ba Tư Nặc Vương cho rằng con mình phát ra ánh sáng khi chào đời, nên đã đặt tên con mình là Nguyệt Quang, Ánh Trăng. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: xưa khi chưa được Đức Phật chỉ dạy, con gặp nhóm ca chiên viên Tỳ La Chi Tử. Trước khi con có phước duyên được Đức Phật giáo hóa, con theo ngoại đạo. Vua Ba Tư Nặc tin vào thuyết đoạn diệt của ca chiên viên. Ca chiên viên trong tiếng Phạn có nghĩa là tiễn phát, vì trước kia người này theo ngoại đạo, họ không cắt tóc và móng tay, thế nên họ còn được gọi là trường trảo ngoại đạo. Tỳ La Chi Tử có nghĩa là con trai của dòng họ Tỳ La Chi. Tỳ La Chi là tên mẹ, tiếng Phạn có nghĩa là bất tác, không làm. Họ không làm những việc lành, nhưng họ chẳng do dự khi làm việc ác. Cả hai đều nói rằng thân này sau khi chết sẽ mất hẳn, đoạn diệt, gọi là Niết Bàn. Họ cho rằng sau khi thân này mất đi thì chẳng còn gì nữa cả, chẳng có nhân và chẳng có quả, chẳng có đời trước và chẳng có đời sau. Cơ bản cái chết của con người cũng như ngọn đèn tắt, nó biến mất hẳn, chẳng còn gì cả, mọi thứ hoàn toàn tan biến. Đoạn diệt có nghĩa là không có tâm thức, không có cái biết, không có bản tính, không tất cả, và đó là cái mà họ gọi là Niết Bàn. Đó là những gì thuyết đoạn diệt hiểu về không sinh không diệt. Vì không tất cả mọi thứ nên không sinh không diệt, đó là ngoại đạo chủ trương. Nhưng nay tôi sẽ trình bày cho quý vị biết rằng đó thật là một sai lầm nghiêm trọng. Khi con người chết đi không phải là mất hẳn. Thế nên ngay nơi điểm này là điểm khác biệt giữa Phật giáo và ngoại đạo. Một số phái ngoại đạo chủ trương đoạn diệt, một số chủ trương thường hằng. Cả hai phái đều làm cho chúng sinh mê lầm nghiêm trọng nhất. Con này tuy được gặp Phật nhưng còn hồ nghi. Đức Phật đã thị hiện ở thế gian và giáo hóa cho con, nhưng con vẫn còn hồ nghi và chưa tin vào giáo lý của Đức Phật. Ông ta vẫn thấy rằng con người sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn, và sự dừng bặt mọi hiện hữu như vậy chính là Niết Bàn. Nghi ngờ được gọi là hồ nghi vì loài chồn có bản tính hay nghi ngờ. Bất luận quý vị có nói gì đi nữa, nó vẫn không tin. Chẳng hạn như khi một con chồn bước qua tảng băng vào mùa đông, nó sẽ đi từng bước rồi dừng lại, dựng đứng hai lỗ tai lên lắng nghe, rồi đi bước khác, rồi lại giỏng tai lên lắng nghe. Nếu nó nghe tiếng băng rạn nứt, nó tức khắc rút lui. Nó biết rằng nếu băng rạn nứt có nghĩa là độ dày của băng không đủ để nó làm điểm tựa mà nhảy qua sông. Nó rất linh lợi nên nó được ví như một người lanh lẹ. Anh ta tinh ranh như chồn. Anh ta có nhiều mối nghi trong lòng và hay thích cãi lý. Anh ta mâu thuẫn với mọi người, bất kể ai, luôn luôn giữ thế thủ, giống như tính đa nghi của loài chồn. Làm sao để phát huy thực chứng tính không sinh không diệt nơi tâm này? Nay hàng hữu lậu trong đại chúng đều mong mỏi được nghe điều ấy. Ước gì con hiểu được giáo lý chân thật không sinh không diệt và nhận ra bản tâm mình không sinh không diệt. Trong đại chúng, những vị chưa đạt được trí huệ vô lậu đều mong được hiểu rõ giáo lý này.
Hữu lậu có nghĩa là còn trôi lăn trong ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Khi chúng sinh bị trôi lăn trong ba cõi ấy, họ phải chịu sinh tử. Những người chưa chấm dứt sinh tử được gọi là chúng sinh hữu lậu. Thế nên, những ai trong chúng hội chưa chứng được quả vị, vẫn còn trong dòng hữu lậu thì rất muốn được nghe giáo lý không sinh không diệt, để họ có thể nhận ra chân tâm mình, để được giác ngộ và chấm dứt sự trôi lăn trong dòng hữu lậu. Kinh văn: Đức Phật bảo: Đại Dương, ngay nơi thân ông đang tồn tại, nay Như Lai hỏi ông: Thân thịt này của ông có giống như thân kim cương bất hoại hay sẽ bị biến hoại? Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay rốt cuộc rồi sẽ bị biến hoại. Giảng: Trong đoạn kinh này, Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: Thân thể của nhà vua có bị biến hoại chăng? Và vua trả lời: Nó sẽ hoàn toàn biến hoại. Đức Phật bảo: Đại Dương, như ngay nơi thân ông hiện đang tồn tại, nay Như Lai hỏi ông: Thân thịt này của ông có giống như thân kim cương bất hoại hay sẽ bị biến hoại? Nếu chúng ta quan sát kỹ thân mình, quý vị có thấy nó cứng chắc như kim cương không? Nó có thường hằng bất hoại như kim cương chăng? Trong sự phân tích tối hậu này, nó giống cái gì? Có thể biến hoại chăng? Nói ngay: Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay rốt cuộc rồi sẽ bị biến hoại. Ngay khi nghe câu hỏi của Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc đáp ngay không chút do dự: Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay cuối cùng sẽ hoàn toàn biến hoại, kết cục nó sẽ không còn nữa, đó là điều chắc chắn. Kinh văn: Đức Phật bảo: Đại Dương, ông chưa từng diệt, làm sao biết mình sẽ biến diệt? Giảng: Để trả lời, Đức Phật bảo: Đại Dương, ông chưa từng diệt, ông chưa từng chết, làm sao biết trong tương lai mình sẽ biến diệt? Ông chưa đến lúc bị biến diệt, thế cái gì khiến ông biết được ông sẽ còn tồn tại cho đến khi ông chết? Nói ngay, do đâu mà ông biết nhiều điều như vậy? Kinh văn: Bạch Thế Tôn, cái thân biến hoại vô thường của con hiện nay tuy chưa từng diệt, nhưng con thấy trước mắt từng niệm dời đổi mãi không dừng, như lửa tàn thành tro dần dần tiêu tan. Vì tàn hoại không dừng nên con biết chắc thân này sẽ diệt mất. Giảng: Vua Ba Tư Nặc trả lời: Bạch Thế Tôn, cái thân biến hoại vô thường của con hiện nay tuy chưa từng diệt, nhưng con thấy trước mắt. Mặc dù thân này chưa hoại diệt, nhưng thân của con không phải là thường hằng, cùng lắm là nó sống được 80 hoặc 90 năm, dù có giỏi lắm cũng không thể nào sống đến 100 năm được. Thấy, có nghĩa là ông ta quan sát, chiêm nghiệm toàn thể và chi tiết bên trong và bên ngoài, từ trước ra sau, từ gần cho đến xa. Con quan sát người khác, rồi nhìn lại chính mình, thấy mọi người đều phải chết và biết mình cũng sẽ phải như họ vậy. Từng niệm dời đổi mãi không dừng. Bây giờ vua Ba Tư Nặc quan sát trong tâm mình, thấy niệm này dừng bặt rồi niệm khác sinh khởi, niệm sau thay thế niệm trước, rồi niệm kế tiếp thay thế niệm trước đó. Nó giống như những cơn sóng, dù con không thể thấy được chúng, nhưng biết chúng như thể là sóng nối nhau không dứt. Nó liên tục dấy lên rồi tan biến, niệm tưởng không dừng trụ mãi mãi. Khi một niệm tưởng mới sinh khởi, đó là niệm đã có trước hàng thế kỷ và không ai có thể kéo dài niệm ấy mãi mãi. Cũng giống như khi đốt hương, như lửa tàn thành tro dần dần tiêu tan. Tro rơi xuống và lửa hiện ra, nhưng rồi sau một lát tro lại bao phủ lấy lửa. Tro biểu tượng cho cái cũ, lửa biểu tượng cho cái mới. Nhưng cái mới thì liên tục không gián đoạn chuyển sang dạng tro, tro dần dần rơi xuống, hóa thành bụi và biến mất. Vì tàn hoại không dừng, nên con biết chắc thân này sẽ diệt mất. Thế nên con hoàn toàn chắc chắn không chút nghi ngờ. Vua Ba Tư Nặc nói, trong tương lai, thân con sẽ trở thành tan biến. Kinh văn, Đức Phật nói, Đại Dương, đúng như vậy. Giảng, Đức Phật nói,
Đại Dương, đúng như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với nhà vua rằng, ông đã giải thích rất đúng. Mỗi niệm trôi qua không dừng trụ và cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Kinh văn: Đại Dương, nay ông tuổi đã già yếu, dung mạo so với lúc trẻ như thế nào? Giảng: Mặc dù Đức Phật tán thành sự giải thích của vua Ba Tư Nặc, nhưng ngài vẫn còn điều để hỏi. Đại Dương, nay ông tuổi đã già yếu. Ông nay đã già, sắc mặt ông đã nhăn nheo, râu tóc đã bạc trắng như tuyết, tướng suy lão đã xuất hiện. Dung mạo so với lúc trẻ như thế nào? Nhan mạo, nhan là nước da, còn có nghĩa là dáng dấp, mạo là nét mặt. Có gì khác nhau giữa dáng dấp, diện mạo của ông bây giờ và khi còn trẻ? Có sự thay đổi nào chăng? Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, xưa khi con còn bé, da dẻ tươi nhuận, đến tuổi trưởng thành, khí huyết sung mãn. Nay tuổi đã già, hình sắc cũng theo đó già yếu khô gầy, tinh thần không còn sáng suốt, tóc bạc mặt nhăn, sống chẳng còn bao lâu, làm sao có thể so sánh với khi còn trẻ mạnh? Giảng: Vua Ba Tư Nặc trả lời: Bạch Thế Tôn, xưa khi con còn bé, da dẻ tươi nhuận. Chuyện này liên hệ đến khi vua đang còn trẻ. Đôi khi trẻ con hư hỏng, ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, và cha mẹ nuông chiều chúng. Da dẻ ở đây có nghĩa là da mặt, và cũng là lớp biểu bì giữa da và thịt. Má của trẻ con thì hồng hào, và đó là lý do khiến vua Ba Tư Nặc trả lời mạnh mẽ. Đến tuổi trưởng thành, khí huyết sung mãn, vua nghĩ rằng thân thể mình rất khỏe mạnh. Nay tuổi đã già, đã đến lúc thân ông không giúp gì cho ông được nhiều nữa. Thân thể đè nặng và làm trở ngại khi di chuyển, nó sẽ không tồn tại bao lâu nữa. Có ba điều hạn chế nơi con người: lúc thiếu thời, khí huyết sung mãn, nên biết tiết chế sắc dục. Thanh niên nên biết tiết chế sắc dục, biết hạn chế sự ham muốn tình dục. Nếu quý vị không biết điều ấy, quý vị sẽ khiến cho thân thể mình tiêu tán sức khỏe và nghị lực. Khi tuổi tráng niên, khí huyết phương cương, nên biết tiết chế sự đua tranh. Quý vị không nên bỏ phí thì giờ để tranh cãi với nhau. Nếu có ai đánh quý vị, hãy nhường họ một bước, đừng tranh đua với mọi người. Khi đã già lão, khí huyết suy kém, nên hạn chế lòng tham cầu. Tâm tham cầu đó là lòng tham vô độ. Người già cả không nên tham lam mong cầu có được nhiều thứ. Tuổi già mà vua Ba Tư Nặc đang đối diện là 70 hoặc hơn. Chẳng phải vua Nghiêu đã từng nói: 70 tuổi rồi, ta phải nghỉ thôi, đó sao? Vì vua đã quá 70 tuổi, trở nên uể oải không muốn trông coi việc nước nữa. Hình sắc cũng theo đó già yếu khô gầy. Vua Ba Tư Nặc nói: tinh thần không còn sáng suốt, trí óc khô cằn không còn nhớ được gì nhiều, không còn như thời trai trẻ, khi vua còn nhớ được mọi việc rất rõ ràng. Mê mờ là không còn nhận biết minh bạch về sự việc nữa. Vua có hơi chút kỳ quặc, hơi bị lão suy. Nhưng tôi không cho rằng như thế có nghĩa là vua bị mất trí. Tóc bạc mặt nhăn, sống chẳng còn bao lâu. Ở Ấn Độ, ít người có tóc vàng hoe khi còn trẻ, nhưng khi về già, tóc họ trở nên bạc trắng. Khi còn trẻ, tóc họ đen tốt và rất đẹp trai, nhưng khi tuổi già, mặt họ có nhiều nếp nhăn, còn nhăn nheo hơn da gà, thế nên trông họ rất xấu xí. Già chẳng còn sống được bao lâu nữa. Khi thốt lên những lời này, vua hối tiếc vô cùng và chắc chắn kèm theo một tiếng thở dài. Ta rồi sẽ chết, chẳng còn phải chờ đợi bao lâu nữa. Như người Quảng Đông thường hay nói, thời gian sống chết kề cận trong tầm tay, làm sao có thể so sánh với khi còn trẻ mạnh, làm sao có thể so sánh với lúc tráng niên? Hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Kinh văn: Đức Phật bảo, Đại Dương, thân thể của ông đâu phải già liền. Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, nó âm thầm thay đổi, con thật chẳng biết. Lạnh nóng đổi dời,
cho đến ngày nay. Giảng: Đức Phật nghe Vua Ba Tư Nặc diễn tả niềm hối tiếc vô hạn và thở dài buồn bã. Vua đang tiến dần đến sự chung cuộc. Tuổi thanh xuân đã đi qua và có lẽ vua đã không còn sức sống của tuổi thiếu thời. Khi còn trẻ, vua thích tập thể thao, thích đá bóng và có lẽ còn thích khiêu vũ. Vua luôn luôn trên đà đi lên. Nay khi đã già, vua không còn làm những việc như thế được nữa. Thế nên vua thấy mình rất thừa thãi, nên vua nói: Nay tôi già rồi, không như hồi còn trẻ nữa, thời gian ấy thật là hạnh phúc. Lối sống của tôi bây giờ thật là vô vị và buồn chán. Đức Phật bảo: Đại Dương, thân thể của ông đâu phải già liền. Thân ông đâu phải hoàn toàn trở nên già cỗi liền đâu. Ông vẫn còn cái gì đó trong ông không hề già cỗi. Ông nói rằng ông đang biến đổi và trở nên suy kém, nhưng vẫn còn cái gì đó trong ông không biến đổi và già đi. Hãy nhìn kỹ trong mình mà nhận ra. Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, nó âm thầm thay đổi, con thật chẳng biết. Vấn đề con người trở nên già cỗi là ở chỗ thay đổi âm thầm. Ông không để ý đến nó đó thôi. Thiếu niên trở thành trung niên rồi già cả, và ông chẳng biết chuyện ấy đang xảy ra. Sự thay đổi lặng lẽ xảy ra, không thể nhận biết được. Thế nên vua Ba Tư Nặc lặp lại: Thực tình mà nói, con không biết đến tuổi tác và không biết tôi đã già như thế nào, và bây giờ vẫn chưa biết triệu chứng già lão đã xuất hiện nơi mình. Nhưng con không biết con trở nên già khi nào nữa. Lạnh nóng đổi dời cho đến ngày nay. Mùa hạ rồi mùa đông, đông rồi hạ, người ta thu hoạch vào mùa thu rồi tích trữ cho mùa đông, xoay dần, thân trầm, nối tiếp nhau năm này sang năm khác. Thế nên ông ta dần dần trở nên già cỗi, với tóc bạc mặt nhăn, lông mi mọc dài đến nỗi mỗi khi ông ta muốn nhìn, ông phải dùng tay vén lên, tưởng tượng phiền toái biết dường nào. Kinh văn: Vì sao lúc 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng sắc mặt đã già hơn lúc 10 tuổi, đến khi 30 tuổi lại già hơn khi 20 tuổi, nay đã 62 tuổi, so với lúc 50 tuổi, rõ ràng lúc 50 tuổi cường tráng hơn. Giảng: Vì sao? Sao con dần dần trở nên lụ khụ và yếu như thế? Và đến nỗi chân không nhức nổi khi muốn bước đi và tay run khi muốn ăn. Lúc 20 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng sắc mặt đã già hơn lúc 10 tuổi. Khi 20 tuổi, con không còn là đứa bé lên 10 nữa, con đã là một người thanh niên trưởng thành. Đến khi 30 tuổi lại già hơn khi 20 tuổi, nay đã 62 tuổi, so với lúc 50 tuổi, rõ ràng lúc 50 tuổi cường tráng hơn. Khi 30 tuổi, con đã già hơn khi tuổi 20, và lúc 50 tuổi, con thấy mình còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Lúc 50 tuổi, con có thể nhấc bổng 50kg bằng tay không, nhưng bây giờ khó có thể mang được 15 hay 20kg. Ở đây, vua Ba Tư Nặc nhận ra rằng tuổi già đã đẩy ông ta vào tình trạng vô dụng. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, con thấy nó âm thầm dời đổi. Tuy cái già nua này thay đổi trong vòng 10 năm, nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 1 kỷ, 2 kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi năm. Chẳng những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà thực ra nó thay đổi trong từng ngày. Giảng: Vua Ba Tư Nặc lại thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy nó âm thầm dời đổi. Con nhận thấy rằng giáo lý về sự âm thầm biến hóa dời đổi này thật không thể nào dễ biết được. Tuy cái già nua này thay đổi trong vòng 10 năm, nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 1 kỷ, 2 kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi năm. Từng ngày con bị già đi trong một tiến trình như dòng nước liên tục chảy mãi, nên nói ánh sáng thời gian trôi qua, mạng sống giảm dần.
Thời gian đã làm cho con người trở nên già nua. Bây giờ thử so sánh theo từng kỷ. Nếu Ngài yêu cầu con suy gẫm chi tiết, thực sự thấy rằng sự thay đổi không chỉ diễn ra trong một kỷ, 12 năm hoặc hai kỷ, 24 năm, mà thay đổi từng năm. Chẳng những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Lẽ nào nó chỉ thay đổi trong từng tháng? Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà thực ra nó thay đổi trong từng ngày. Mỗi ngày con thấy mình già đi hơn trước nhiều. Kinh văn: chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong từng sát na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Thế nên con biết thân này cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Giảng: chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong từng sát na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Lắng lòng suy nghĩ kỹ càng, con tự hỏi, vì sao mình trở nên già nua? Ngày nào, năm nào, tháng nào, lúc nào mình trở nên già cỗi? Sát na là gì? Trong kinh Bát Nhã Hộ Quốc Nhân Dương giải thích rằng, trong mỗi niệm, vắn tắt là trong mỗi suy nghĩ, có 90 sát na. Trong một sát na có 900 lần sinh diệt. Không dễ dàng hiểu, không dễ dàng gì nhận ra được. Giải thích đến mức này cần phải đi vào nhiều chi tiết vi tế. Ngay cả trong cực vi của mỗi sát na, tiến trình già nua vẫn không dừng nghỉ. Thế nên bây giờ tôi trở nên già cỗi, tôi trở thành vô dụng. Ăn uống chẳng thấy mùi vị gì. Khi ngủ tôi thấy da mình rời khỏi thịt và rất đau nhức. Biểu hiện của tuổi già thật là đau khổ. Thế nên con biết, Vubhatinak đã giải thích xong đạo lý sinh diệt. Thế nào là mỗi khoảnh khắc đều là ở trong trạng thái luân chuyển, để biết tính chất sinh diệt luôn luôn có trong mọi hiện tượng. Ông nói rằng ông đã biết thân mình cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Kinh văn: Đức Phật bảo, Đại Dương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không dừng, nên biết thân mình hoại diệt. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông có biết trong thân cái gì không hoại diệt chăng? Vubhatinak chắp tay bạch Phật, thật con chẳng biết. Đức Phật bảo, nay tôi sẽ chỉ cho ông tánh chẳng sinh diệt. Giảng: sau khi Vubhatinak trình bày vì sao thân mình chắc chắn sẽ phải biến đổi và trở nên hoại diệt, Đức Phật bảo, Đại Dương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không dừng. Ông lưu ý rằng từ khi ông thơ ấu rồi trở thành tráng niên, từ tráng niên trở nên già lão, già rồi sẽ đến lúc chết. Thế nên biết thân mình sẽ hoại diệt. Ông biết rằng trong tương lai mình chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông có biết trong thân cái gì không hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật. Khi vua nghe Đức Phật nói như vậy, ông cung kính thưa, thật con chẳng biết, con thật chưa biết đạo lý này. Đức Phật bảo, nay Như Lai sẽ chỉ cho ông tánh chẳng sinh diệt. Tự tánh của ông vốn chẳng sinh diệt, nhưng ông không nhận ra được điều ấy. Bây giờ Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ điều ấy. Kinh văn: Đức Phật bảo, Đại Dương, ông thấy nước sông Hằng lúc ông mấy tuổi? Vua Ba Tư Nặc thưa, khi lên 3 tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái Kỳ Bà Thiên, có đi qua sông này, con được thấy nước sông Hằng khi ấy. Giảng: Đức Phật bảo, Đại Dương, ông thấy nước sông Hằng lúc ông mấy tuổi? Vua Ba Tư Nặc thưa, khi lên 3 tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái Kỳ Bà Thiên. Yết có nghĩa là lễ bái. Kỳ Bà Thiên Hán dịch là Trường Thọ Thiên. Mẹ con dẫn đến đền thờ Kỳ Bà Thiên để làm lễ cầu mong được sống lâu. Có đi qua sông này, con được thấy nước sông Hằng khi ấy. Con biết đó là lúc con thấy được sông Hằng. Kinh văn: Đức Phật bảo, Đại Dương, như ông vừa nói, khi 20 tuổi mình đã già hơn khi 10 tuổi. Cho đến khi 60 tuổi, ngày qua tháng lại, niệm niệm đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc 3 tuổi so với cái thấy nước sông Hằng lúc 13 tuổi như thế nào? Vua thưa,
Cái thấy ấy không khác so với khi con 3 tuổi. Cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Giảng: Đức Phật bảo với vua Ba Ti Nặc: Đại vương, như ông vừa nói, hãy xét kỹ lời ông vừa nói. Khi 20 tuổi thấy mình đã già hơn khi 10 tuổi. Ông biến dạng nhiều so với khi 10 tuổi, ông già hơn. Cho đến khi 60 tuổi, ngày qua tháng lại, niệm niệm đổi dời. Mỗi niệm đều tạo nên sự đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc 3 tuổi so với cái thấy nước sông Hằng lúc 13 tuổi như thế nào? Thế khi ông lên 3, thấy sông Hằng lần đầu tiên, ông thấy nước sông Hằng lúc ấy có khác với cái thấy vào lúc 13 tuổi không? Vua thưa, cái thấy ấy không khác so với khi con 3 tuổi. Vua Ba Tư Nặc thưa, cũng như con thấy nước sông Hằng vào lúc 3 tuổi, cái thấy ấy không khác. Cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Chẳng có hai cái thấy khác nhau, hoàn toàn chỉ là một. Có nhiều học giả phí nhiều công sức vô lối và bảo rằng có nhiều vấn đề liên quan đến tuổi tác của vua Ba Ti Nặc đề cập trong kinh này. Đó thực là muốn kiếm chuyện để làm khi không có việc gì cần phải làm cả. Chẳng có việc gì hay để làm nên họ đã nhặt phân trong nhà vệ sinh. Hẳn vậy, thật đáng với họ. Kinh văn: Đức Phật bảo, nay ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy sông Hằng của ông hiện nay và cái thấy sông Hằng của ông hồi nhỏ có già có trẻ chăng? Vua Ba Ti Nặc thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Giảng: Đức Phật lại bảo vua Ba Ti Nặc, nay ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy sông Hằng của ông hiện nay và cái thấy sông Hằng của ông hồi nhỏ có già có trẻ chăng? Có sự khác biệt nào chăng giữa những gì ông thấy vào lúc nhỏ và những gì ông thấy hiện nay khi ông đã già? Có sự khác nhau nào chăng trong cái thấy của ông, cái thấy giúp ông biết sông Hằng vào lúc 3 tuổi và cái thấy của ông bây giờ? Phải chăng không có sự thay đổi già trẻ trong cái thấy đó sao? Phải vậy không? Vua Ba Tư Nặc thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Mặc dù vua Ba Tư Nặc cũng mê mờ như hàng học giả, nhưng vua biết nó không phải như thế. Vua biết chẳng hề thay đổi. Thế nên vua quả quyết, bạch Thế Tôn, không. Cái thấy của ông không hề thay đổi. Kinh văn: Đức Phật bảo, đại vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy này chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì biến đổi, còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Giảng: Đức Phật bảo, đại vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy này chưa từng bị nhăn. Cái thấy của ông nhìn nước sông Hằng không hề bị nhăn. Tánh thấy không hề bị nhăn, nó vẫn như vậy. Cái bị nhăn thì biến đổi, vết nhăn trên mặt ông biểu hiện sự biến đổi, còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Vì cái thấy không bị nhăn, sao ông gọi nó biến đổi? Nó không biến đổi bao giờ. Kinh văn: Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt, cái không biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt, làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sinh tử của ông? Mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo Mạt Già Lê rằng thân này sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn. Giảng: Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt, cái không biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt, làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sinh tử của ông? Vì nó không sinh không diệt, làm sao ông bảo tánh thấy sẽ phải chịu sinh tử như thân của ông? Mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo Mạt Già Lê rằng thân này sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn. Mạt Già Lê Hán dịch là bất kiến đạo, chủ trương không nhân không quả, tự nhiên và đoạn diệt, sau khi chết là biến mất hẳn. Kinh văn: Vua nghe lời ấy, tin rằng thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên vua cùng đại chúng vui mừng đứng phắt dậy, như được điều chưa từng có.
giảng. Vua Ba Tư Nặc nghe lời ấy, ông tin rằng thân này sau khi chết, sau khi chấm dứt mạng căn nơi thân này, khi thân này đã bỏ đi rồi, sẽ sinh thân khác. Người ta sẽ đi vào một cõi giới khác để tái sinh một thân mới. Nên vua cùng đại chúng vui mừng đứng phắt dậy. Họ rất vui mừng nên reo hò nhảy nhót như được điều chưa từng có. Họ nói rằng, chúng con chưa từng bao giờ nghe được đạo lý này. Chúng con hoàn toàn mê lầm về thuyết sinh tử, thường hằng và đoạn diệt. Ha ha ha, 问什么的说呵。